Recudon sẽ là người thực hiện cú đá phạt góc này. Đánh đầu, tỷ số được mở dành cho các cầu thủ Manchester United và đó là bàn thắng đánh dấu trận đấu thứ 200 trong màu áo của Quỷ Đỏ dành cho trung vệ kỳ cựu Johnny Evans. Trong một thế trận mà không ai nghĩ tới rằng Manchester United có thể có được bàn thắng mở tỷ số thì Johnny Evans là người đã lập công. Sự bàng hoàng dành cho các cầu thủ phòng ngự bên phía Burnley. Họ đã chơi tốt trong những phút đã qua nhưng lại phải chấp nhận bàn thua ở phút thứ 25. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này. John Evans đã rất chủ động đẩy Scott McTominay lên phía trước để khóa các hậu vệ bên phía Burnley, tạo khoảng trống cho John Evans. Rất thoải mái đánh đầu ở cự ly chỉ khoảng 4 mét, nhưng bây giờ thì trọng tài VAR sẽ xem rằng đây có phải là một tình huống mà Rasmus Højlund đã ngăn cản và bắt bóng của thủ thành Trafford. Bây giờ thì trọng tài Tony Harrington sẽ tự mình vào xem lại băng hình. Các trợ lý trọng tài VAR cho ông Harrington ở trong trận đấu này là trọng tài Simon Hooper và nữ trợ lý Marcellis. Rasmus Højlund thì không tác động vào Trafford. Tay trái của Rasmus Højlund, tay trái của Rasmus Højlund vẫn tác động vào thủ thành của đối phương và đó là một bàn thắng không được công nhận của Manchester United. Lỗi việt vị của tiền đạo người Đan Mạch Rasmus Højlund đã từ chối bàn thắng đánh dấu trận đấu thứ 200 cho Quỷ Đỏ của Johnny Evans.